Xin chào anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Trên video anh em đang xem đây là mẫu xe Toyota Bước sang tháng ngâu năm nay Toyota Vios hiện tại vẫn chưa có khuyến mại giảm tiền mặt nào nhiều cho anh em khách hàng Mức khuyến mại vẫn ở mức ổn định như thời điểm đầu tháng 8 dương Và trong video ngày hôm nay em sẽ cập nhật lại chính sách bán hàng của từng phiên bản Toyota Vios Để anh em nắm bắt thông tin tham khảo lại Đồng thời cũng là để phục vụ những anh em mới tham khảo dòng xe virus Và những anh em mới theo dõi kênh xe Việt Mời em cùng xem chi tiết video Mẫu xe Toyota Vios là mẫu xe nằm trong phân khúc xe hạng B, cạnh tranh trực tiếp với Honda City, Hyundai Accent. Vios được lắp ráp tại Việt Nam với 3 phiên bản để anh em lựa chọn cụ thể như sau. Phiên bản cao cấp nhất đó là chiếc Vios bản 1.5G CVT. Phiên bản thứ hai đó là chiếc Vios bản 1.5E CVT. Hai phiên bản này là số tự động. Phiên bản thứ ba đó là chiếc Vios 1.5MT số sàn. Chính sách bán hàng của Toyota có phân vùng thị trường. Anh em lưu ý giúp em vấn đề này. Anh em ở địa phương nào mà có showroom của Toyota rồi thì anh em chỉ phép mua xe tại showroom nơi đó. Và trong video em cũng có tính chi phí lăn bánh tại các địa phương để anh em nắm được tham khảo và cân đối. Anh em nào ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì anh em liên hệ trực tiếp với đội ngũ nhân viên bên em. Em có để số điện thoại ở góc phía dưới bên trái màn hình để hỗ trợ cho anh em. Hình thức mua bán anh em sẽ có hình thức đó là mua trả thẳng và mua trả góp. Đối với những anh em mua trả góp có công ty tài chính của Toyota hỗ trợ anh em vay với mức lãi suất ưu đãi khoảng 0,8% trên một tháng trong năm đầu. Năm thứ hai trở đi biên độ khoảng 1% và điều kiện vay vốn đó là anh em không có nợ xấu và mời anh em cùng đến với chi tiết từng phiên bản virus <laughs> Phiên bản đầu tiên em sẽ cập nhật cho anh em, đó là chiếc một 1.5G, phiên bản cao cấp nhất. Giá niêm yết của phiên bản này là 592 triệu và anh em nào lựa chọn màu trắng ngọc trai thì sẽ đắt hơn 8 triệu, cụ thể giá sẽ là 600 triệu. Và tại thời điểm này giá bán cho anh em là 577 triệu. Còn màu trắng ngọc trai thì anh em mặc định cộng cho em thêm 8 triệu. Tặng kèm anh em dán kính và trải sàn với giá bán 577 triệu chi phí lan bánh ra biển số tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em cụ thể như sau anh em nào ở Hà Nội sẽ là 634 triệu anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 615 triệu anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 609 triệu và anh em ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 628 triệu chi phí trên em tính cho anh em đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước anh em có thể nhìn trên màn hình đây là những khoản có hóa đơn chứng từ rõ ràng cho anh em. Chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ và một số những phụ phí khác. Những phụ phí khác ở đây nó gồm có chi phí dịch vụ. Anh em không đi làm được thì anh em có thể là dùng dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Còn đối với anh em mua trả góp thì bảo hiểm thân vỏ và dịch vụ đăng ký xe sẽ là bắt buộc. Đối với những anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp căn cứ từ chi phí lăn bánh trên, số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Anh em nào ở Hà Nội cần chuẩn bị 144 triệu anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 124 triệu Anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 118 triệu Và anh em ở trong thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 138 triệu Đồng thời anh em sẽ phải chuẩn bị thêm hai khoản chi phí phát sinh Trong đó bảo hiểm thân vỏ năm đầu chỉ giá là 8 triệu Thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là 490 triệu Gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 9 triệu Trong đó gốc chi đều là 5,1 triệu trong 8 năm lãi suất tháng đầu tiên là 3,9 triệu dư nợ cũng sẽ giảm dần trong tháng tiếp theo anh em nào mà cần cái bảng cây gốc lãi hàng tháng thì chủ động liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em bên em sẽ gửi cho anh em bảng cây đó để anh em tham khảo <laughs> tiếp theo mấy anh em cùng đến với phiên bản thứ hai đó là chiếc vay ớt ecbt giá niêm yết là 528 triệu và màu trắng cũng sẽ đắt hơn thêm 8 triệu giá bán tại thời điểm tháng ngâu này cho anh em tại hai cơ sở là 518 triệu tặng kèm anh em giặt kính và trải sàn còn màu trắng thì anh em cứ mặc định cộng cho em thêm 8 triệu Với giá bán năm 18 triệu Chi phí lan bánh ra biển số tại các địa phương Em cũng đã tính cho anh em như sau Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 571 triệu Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 552 triệu Anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 547 triệu Và anh em ở Sài Gòn sẽ là 566 triệu từ chi phí lăn bánh trên, anh em đang có nhu cầu mua trả góp, anh em cần phải chuẩn bị số tiền ít nhất cho em như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 131 triệu Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 112 triệu Anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 106 triệu Anh em ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 126 triệu Ngoài ra anh em cũng vẫn sẽ phải chuẩn bị thêm hai khoản chi phí phát sinh Trong đó bảo hiểm thân vỏ năm đầu chỉ đã là 7,2 triệu Thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là 440 triệu gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 8,1 triệu trong đó gốc chia đều là 4,5 triệu trong 8 năm lãi tháng đầu tiên là 3,6 triệu dư nợ cũng sẽ giảm dần <laughs> phiên bản thứ ba em cập nhật cho anh em đó là chiếc virus MT số sàn giá niêm yết là 479 triệu và màu trắng học trai cũng sẽ đắt hơn thêm 8 triệu giá bán tại thời điểm đầu tháng ngô giữa tháng 8 dương là 464 triệu vẫn tặng kèm anh em dàn kính và trải sản với giá bán 464 triệu, chi phí lăn bánh ra biển số tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em như sau. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 514 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 495 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 490 triệu và anh em ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 510 triệu. Chi phí trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản. Anh em có thể xem lại trên màn hình giúp em. Và trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp, anh em cần phải chuẩn bị số tiền ít nhất cho em như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 120 triệu Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 100 triệu Anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 96 triệu Và anh em ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 115 triệu Bảo hiểm thân vỏ bắt buộc anh em cũng sẽ phải mua Và năm đầu chỉ giá là 6,4 triệu Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là 394 triệu Gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 7,2 triệu Trong đó gốc chia đều là 4,1 triệu trong 8 năm Lãi sát tháng đầu tiên là 3,1 triệu Dư nợ cũng sẽ giảm dần như vậy trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng đầu tháng ngô của các phiên bản Toyota Vios hy vọng những thông tin em chia sẻ trong video sẽ giúp ích cho anh em trong việc tham khảo và lựa chọn xe phù hợp cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo xin chào anh em.